À, đây nó là cái vô lăng đồ chơi nhạc, nó là hàng của Hàn Quốc nha, nên với các nút nhấn. Rồi, cái nút này là tiếng Anh ha, còn tất cả những nút còn lại là tiếng Hàn Quốc hết. Rồi nó sử dụng là hai viên pin tiểu 3A.